Sách Kinh nghiệm Chúa từng ngày. Suy nghiệm ngày 24 tháng 11. Không dựa vào lời nói, nhưng vào quyền năng. Vương quốc Đức Chúa Trời không dựa vào lời nói, nhưng dựa vào quyền năng. 1 Cô-rinh-tô đoạn 4 câu 20. Đạo Chúa không phải là bài học đạo đức vô vị, những ý định cao cả và những tư tưởng cao xa. Đặc tính nền tảng của Vương quốc Chúa là quyền năng. Phaolô phải thường xuyên đối diện với những lời chỉ trích về công việc của ông giữa những vòng các hội thánh đầu tiên. Một số người hay gièm pha ông, họ du hành đến các thành phố như Corinto để rêu rao dài dòng một cách xuyên tạc về tất cả những việc Phaolô đang làm. Có những lúc, dân chúng trong các hội thánh bị xúi dục để tin vào những lời chỉ trích mang tính vu khống chống lại vị sứ đồ. Phaolô đáp lại với lời nhắc nhở rằng tính xác thực của một công dân của vương quốc được kiểm nghiệm không phải qua sự thuyết phục trong lời nói, nhưng bởi quyền năng tâm linh trong đời sống của người ấy. Phaolô thẳng thắn thừa nhận rằng một số người nhận thấy ông không có tài hùng biện, 2 Cô-rinh-tô đoạn 10 câu 10. Tuy nhiên, họ không thể nghi vấn quyền năng của Chúa trong đời sống ông. Phaolô đã chứng kiến nhiều người cải đạo và nhiều hội thánh được thành lập qua mục vụ của ông. Ông đã từng quen với việc chữa lành người bệnh và gọi kẻ chết sống lại bằng quyền năng của Chúa. Bất kể lời nói của Phaolô có hùng hồn hay không, tất cả đều mang theo quyền năng và thẩm quyền tâm linh đến từ Chúa. Bạn sẽ gặp nhiều người tìm cách thuyết phục bạn về ý kiến của họ liên quan đến vương quốc của Chúa. Họ có thể nói thật nhiệt tình, thậm chí họ còn có thể đưa ra các biểu đồ minh họa và hình ảnh để chứng minh quan điểm của họ. Nhưng cách thử nghiệm tính hiệu lực trong lời nói của họ là quyền năng tâm linh trong đời sống họ. Nếu một người nói mạnh mẽ về một quan điểm giáo lý nhưng lại thường xuyên phạm tội, thì những lời người ấy nói bị mất giá qua đời sống mình. Nếu một người nói về quyền năng của Chúa nhưng không đưa ra được bằng chứng nào về sự đắc thắng trong cuộc sống mình, thì lời nói của người ấy chỉ là rỗng tuếch. Nói về một đời sống đắc thắng của người theo Chúa thì dễ hơn là sống cuộc đời ấy. Nếu bạn chỉ có dáng vẻ bề ngoài tin kính đạo đức mà không có chút quyền năng tâm linh tương ứng nào, 2 Timôthê đoạn 3 câu 5, hãy xin Chúa thanh tẩy tội lỗi của bạn và đổ đầy Thánh Linh Ngài trên bạn, hầu đời sống bạn được bày tỏ đặc biệt bởi quyền năng của Ngài.